Phần thứ hai là tư duy ngôn ngữ tiếng Việt, phần 3 tư duy khoa học, phần 4 là tiếng Anh, thì mỗi một phần này là 10 phút thì là hợp lý. 30 phút, đây là tổng thời gian dự kiến khi học sinh tham gia bài đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 của ngôi trường này. Bên cạnh phần tư duy khoa học, ngôn ngữ tiếng Việt, ngoại ngữ, trong quá trình đánh giá, thầy cô cũng sẽ hướng dẫn các em giới thiệu bản thân và hỏi đáp trực tiếp. Chúng tôi sẽ hướng đến những mục tiêu đó là có thể tìm hiểu được về đặc điểm tâm lý, tính cách cũng như là cái xu hướng học tập của học sinh. Bản thân bộ môn tư duy ngôn ngữ tiếng Việt về năng lực, chúng tôi hướng đến đó là năng lực đọc của học sinh, năng lực cảm thụ tác phẩm văn học. Năm nay bên cạnh xét tuyển, nhiều trường dự kiến dành 50%, thậm chí là 75% chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 thông qua đánh giá năng lực. Nội dung kiểm tra thuộc phạm vi chương trình tiểu học, chủ yếu là lớp 5, đảm bảo 4 cấp độ, nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Kiểm tra đánh giá năng lực, bài thứ nhất là về toán, bài thứ hai là về tiếng Anh. Về thời gian thi tuyển năm nay thì hiện nay chúng tôi chưa xác định, bởi vì năm học 2021-2022 có thể sẽ kéo dài thêm. Đánh giá trực tuyến cũng là giải pháp được nhiều trường đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Học sinh sẽ tham gia kiểm tra online 1-1 với giáo viên. Hoạt động kết nối trực tuyến không chỉ với học sinh mà còn với phụ huynh cũng được các trường liên tục triển khai với nhiều kỳ vọng. Năm nay chúng tôi lựa chọn việc tương tác hai chiều qua hình thức trực tuyến. Thứ nhất là mục tiêu hướng tới không chỉ là đánh giá học sinh bởi những cái kiến thức qua sách vở, mà sẽ là giúp các con có cơ hội được thể hiện trải nghiệm của mình. Và cái việc mà tương tác với học sinh, phỏng vấn học sinh cũng giúp giáo viên có được cái định hướng cho cái lộ trình học tập cho từng bạn học sinh sau này. Các giáo viên bộ môn phối hợp với phụ huynh học sinh được triển khai thường xuyên từng tuần và tạo ra một cái mối quan hệ gắn kết để phụ huynh hiểu được cái tầm quan trọng đối với việc học của con cũng như các hoạt động để con có thể phát triển một cách toàn diện nhất. Được biết không chỉ các trường dân lập, các trường công lập chất lượng cao như hệ trung học cơ sở của trường Hà Nội Amsterdam, trung học cơ sở Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân cũng xét tuyển thông qua bài kiểm tra đánh giá năng lực. Thời gian tuyển sinh theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.